Đang ngủ say, người mẹ giật mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh. Bỗng nhiên người mẹ nghe thấy tiếng cười khúc khích kề bên tai, giật mình thức dậy thấy cũng hơi lạnh sống lưng vì con mình cũng đang ngủ say. Sau 5 giây cảm lạnh, người mẹ định thần lại mới biết con mình vừa ngủ vừa cười toe toét như đang mơ thấy một điều gì đó hạnh phúc lắm. Lúc này người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc cực đáng yêu này của con. Đoạn clip sau khi đăng tải cũng đã khiến nhiều người vô cùng thích thú. Hơn ai hết trong số đó là những bà mẹ bỉm sữa khi thấy em bé vừa ngủ, đôi mắt nhắm nghiền vô cùng hồn nhiên, nhưng khuôn miệng lại cười hớn hở, trông như một thiên thần nhỏ. Một số bình luận được dân mạng để lại: này là đang mơ đi chơi với bạn gái rồi, tôi bị thằng nhỏ thao túng rồi trời ơi, tự nhiên coi mà cười theo lúc nào không biết. Trẻ con hay vậy lắm, em mình cũng thế, đêm nó cứ vừa ngủ vừa cười, lúc đầu sợ hết hồn nhưng mà lúc sau là cười theo nó luôn. Nhìn cười cưng thiệt, nhưng mà khuya nghe tiếng này không biết phát ra từ đâu chắc lớp luôn. Mơ thấy mang bình sữa qua tặng crush rồi được crush thơm má, cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.